Lệ Quyên giận dỗi vì Lâm Bảo Châu làm một việc giữa nơi đông người. Lệ Quyên không sợ lời nguyền chia tay Lâm Bảo Châu. Trạng sáng ngày 14 tháng 6, Lệ Quyên chia sẻ lại hình ảnh Lâm Bảo Châu mặc áo khoe cơ bụng sáu múi khi trình diễn thời trang trong một sự kiện. Cô thể hiện sự giận dỗi, ê ai cho cởi trần mặc áo da, giận dễ sợ. Kể từ khi hẹn hò với Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu được giới truyền thông chú ý và săn đón nồng nhiệt. Nam diễn viên cũng nhận được nhiều lời mời, cơ hội tốt trong giới showbiz. Lệ Quyên từng hết lời khen ngợi sự lăng xả chăm chỉ của Lâm Bảo Châu khi cùng cô thực hiện sản phẩm âm nhạc mới nhất. Cảm ơn anh vì tất cả những gì dành cho em, đặc biệt là bao nhiêu thứ anh làm cho cô chuyện lần này hoàn hảo. Sự hỗ trợ lẫn nhau của cặp đôi trong công việc khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Lệ Quyên có phản ứng gây chú ý khi Lâm Bảo Châu khoe hình thể săn chắc khi làm người mẫu. Được biết để sở hữu thân hình hoàn hảo, nam diễn viên thường xuyên dạy bộ, tích cực chơi thể thao. Lệ Quyên trải lòng về lời nguyện đóng MV chung sẽ chia tay. Lần đầu tiên sau 5 năm gắn bó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cùng kết hợp chung dự án âm nhạc mang tên Tình Chỉ Đẹp khi vừa bắt đầu. Được biết, MV này được thực hiện ở Mỹ rất công phu. Lệ Quyên vừa chia sẻ lời cảm ơn đến Lâm Bảo Châu. Nữ ca sĩ viết, cảm ơn anh vì tất cả những gì dành cho em. Đặc biệt là bao nhiêu thứ anh làm cho câu chuyện trong MV lần này hoàn hảo cùng. Có người nói, các cặp đôi thường sợ đóng chung MV thì sẽ dính lời nguyền chia tay. Trong cuộc sống, nếu chia tay thì không cần đợi đến có MV. Bởi cuộc sống hiện đại tự do, tự lập, không ai cần phụ thuộc vào ai khiến mọi thứ mong manh hơn. Giờ mình mới nghe điều này, lo phép nhỉ. Nhưng đùa vậy thôi, mình không cho là lời nguyện này đúng. Đôi khi chỉ là sự trùng hợp, mình nghĩ vậy. Tất cả do chính bản thân chúng ta thôi. Trước đó, cặp đôi vướng tin đồn chia tay do Lệ Quyên chia sẻ một số dòng trạng thái tâm trạng. Tuy nhiên đó chỉ là lời bài hát mới mà nữ ca sĩ vừa phát hành, Lâm Bảo Châu cũng tham gia diễn xuất trong MV. Lệ Quyên không đồng ý hoàn toàn với lời nguyện đóng chung MV sẽ chia tay.